Tôi xin chào mừng tất cả quý khán giả trở lại với chương trình Chuyện Gì Hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Nếu quý vị là những khán giả mới thì quý vị có thể bấm vào cái chuông và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những cái tin tức cập nhật mới nhất nha quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay Khánh Linh xin chia sẻ về những thông tin của vaccine đã phân phối được ở những nơi nào rồi, và ông Tổng thống Biden có hứa hẹn là chừng nào sẽ tiêm chủng phòng ngừa hết cho cả nước Mỹ hay không. Và nếu bạn là người Công giáo thì bạn có nên chích vaccine của công ty Johnson & Johnson hay không, như lời của những đức giám mục ở những cái tổng giáo phận địa phương đã gợi ý, cũng như là có những bài báo được lan tỏa khắp mọi nơi trên nước Mỹ nói về cái điều này. Thì sau đây Khánh Linh xin chia sẻ về những vấn đề chi tiết quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua ông Tổng thống Biden của chúng ta đã nói rằng là trong vòng hết tháng 5 thì nước Mỹ sẽ có đủ vaccine cung cấp cho tất cả những người lớn trưởng thành, những người adult, là những người trưởng thành trên cả nước Mỹ. Tại vì hiện tại những cái vaccine mà người ta chế ra, người ta vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho các em bé dưới 18 tuổi. Thì cho nên chưa có chích cho những em đó. Nhưng mà đối với những người trưởng thành thì ông hứa hẹn là nguyên cả nước Mỹ vào cuối tháng 5 là sẽ được tiêm chủng hết, phòng ngừa hết cộng đồng đó quý vị. Đó, thì điều đó một điều đáng vui đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay là buổi sáng là cũng có nhiều cái tin tức là bên chính quyền Biden hơi bị hoảng sợ khi mà ông Tổng thống phát biểu như vậy. Không biết có chắc chắn được là tháng 5 sẽ có được những cái vaccine hết chắc cho mọi người hay không. Và ông nói đầu tiên phải ưu tiên, tiếp theo cái nhóm người tiếp theo phải ưu tiên, sau những cái người già 65 tuổi, những cái người tuyến đầu, những cái người làm trong ngành y tế rồi, thì phải ưu tiên tiếp theo đó là cho giáo viên, vì giáo viên cần phải trở lại trường học, vì cái bước tiếp theo mà ông muốn đó là mở cửa lại trường học cho các học sinh. Thì trước đó đó, chính quyền của Biden là dự đoán là khoảng tháng 7, cuối tháng 7 là sẽ được vaccine hết cho toàn nước Mỹ. Nhưng hiện tại bây giờ mua lên sớm hơn 2 tháng, đó là khoảng cuối tháng 5 nha quý vị nha. Và ông cũng đã đồng ý cho công ty Merck Pharmaceutical, là một cái công ty dược đó quý vị, chuyên sản xuất những cái dược phẩm đó, dược liệu này nọ đó, để mà giúp cho công ty Johnson & Johnson, vì họ dự đoán là công ty Johnson & Johnson không thể nào mà sản xuất kịp hết một số lượng lớn, mấy trăm triệu liều để mà cung cấp cho người dân Mỹ. Cho nên ông muốn speed up, là làm nhanh hơn cái quá trình đó, thì ông mới nhờ cái công ty Merck Pharmaceutical Partnership, hợp tác cùng với lại công ty Johnson & Johnson đã sáng chế ra cái vaccine đó, thì hợp tác với nhau để sản xuất cho nó nhanh hơn, để đạt được cái mục tiêu là vào cuối tháng 5 tiêm chủng hết cho mọi người ở Hoa Kỳ này. Theo Khánh Linh được biết thì ngày hôm qua là ngày thứ 3, thì ở thành phố Chicago đã được tiêm mũi đầu tiên của Johnson & Johnson rồi. Và Johnson & Johnson cũng đã ship out, đã gửi ra 4 triệu liều vaccine, 3.9 triệu liều vaccine. Và cuối tháng này thì họ sẽ sản xuất thêm 20 triệu liều để cung cấp vào đầu tháng 4 nữa. Thì trong vòng nửa năm này nữa thì ông CEO của công ty Johnson & Johnson có hứa hẹn là sẽ sản xuất ra 100 triệu liều để mà cung cấp cho nước Mỹ cũng như là trên thế giới nữa. Như ông thống đốc Gavin Newsom của California, ông nói là trong tuần này là ở Cali sẽ có khoảng 380.000 liều vaccine của Johnson & Johnson được phân bố tới, và trong vòng 3 tuần tới thì có tổng cộng là 1 triệu liều vaccine của công ty Johnson & Johnson sẽ được phân phối, đầu tiên là ở Bắc Cali trước, rồi xong mới từ từ xuống tới những nơi khác ở dưới của Cali. Và những ai là người Công giáo thì nên lưu ý điều này, vì những đức giám mục của tổng giáo phận ở New Orleans, St. Louis ở New Orleans và những nơi khác đang khuyến cáo rằng nếu bạn là một người Công giáo, bạn không nên chích Johnson & Johnson nếu bạn có sự lựa chọn của Moderna và Pfizer. Vì sao thưa quý vị? Vì theo cái nghiên cứu, không biết có đúng hay không, thì hiện tại là công ty Johnson & Johnson nói là không phải, nhưng những đức giám mục vẫn nói là Johnson & Johnson, trong đó nó có một cái dòng tế bào của
những cái việc phá thai, những cái bào thai đó bị phá đó được dùng trong cái vắc để điều chế vaccine này. Cho nên vì là một lương tâm của người công giáo thì bạn nên consider lại là bạn có nên chích Johnson Johnson hay là lựa chọn Pfizer và Moderna. Đó, đó là hiện tại là họ nói như vậy. Nhưng mà nếu ở nơi của bạn không có Pfizer Moderna thì bạn vẫn có quyền chích của Johnson Johnson. Đó chỉ là một cái sự lương tâm thôi. Nếu bạn cảm thấy lương tâm bạn cho phép thì bạn có thể chích. Nhưng mà hiện tại là Johnson Johnson cứ phản phản bác lại là nói không, trong những cái vaccine của tôi không có những cái đó. Thì nó cũng giống như Pfizer Moderna thôi, không có những cái đó. Thì ai đúng ai sai, ngã ngũ hay không thì mình cũng không biết, hay là họ có một cái bí mật họ che giấu hay không thì không biết. Nhưng mà hiện tại chúng ta có ba loại vaccine. Thì ông Anthony Fauci, tiến sĩ, đã có nói là bây giờ thôi người Mỹ đừng có kén cá chọn canh nữa, cái nào cũng được hết, có thì chích đi ha, để cho mà phòng ngừa miễn nhiễm cộng đồng hết đi, chứ đừng có đợi tôi phải đợi Johnson Johnson tôi mới chích nha, hay là Pfizer tôi mới chích nha. Cái nào cũng được quý vị nha, miễn sao chúng ta có chích để bảo vệ an toàn cho cơ thể chúng ta là được rồi. Và ở Georgia, thưa quý vị, tiểu bang Georgia thì Khánh Linh được biết là tuần sau họ sẽ có một cái dự định là chích ngừa tiêm chủng hết cho tất cả những giáo viên, những người nhân viên làm trong trường học, những cái school staff, những teacher, để mà học sinh có thể trở lại trường học và bảo vệ được cho thầy cô giáo cũng như là nhân viên làm trong bộ phận giáo dục đó quý vị. Thì họ sẽ có một cái plan rõ ràng trong cuối tuần này là làm sao để mà cho các thầy cô giáo chích. Dĩ nhiên không phân biệt là trường này được trước, trường này được sau, họ không muốn như vậy, họ muốn có một cái sự công bằng. Tính tới thời điểm ngày 1 tới tháng 3 đó, thưa quý vị, thì nước Mỹ đã cung cấp được 96 triệu 402.490 liều vaccine đã được phân phối trên toàn nước Mỹ rồi. Và dựa trên cái phần trăm mà được chích ngừa, có nghĩa là thí dụ như một tiểu bang được cung cấp 1 triệu liều mà họ chích chỉ có 900.000 mũi thôi, thì còn 100.000 mũi đúng không, thì người ta dựa trên cái phần trăm đó, thì cái tiểu bang nào mà thành công, mà gọi là đạt cái tỷ lệ mà gọi là chích ngừa cao nhất, đó là tiểu bang North Dakota, cái tỷ lệ phần trăm lên đến là 96%, và cái tiểu bang thấp nhất đó là Alabama chỉ có 67% mà thôi. Thì 50 tiểu bang của nước Mỹ đã có vaccine hết luôn rồi nha quý vị. Nó chỉ quan trọng matter of time là mình đến khi nào mình được chích mà thôi. Tại vì họ ưu tiên trước cho phase 1A rồi 1B rồi mới tới C nữa nha quý vị ham. Thì cố gắng chờ đợi, nếu mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta cũng có thể nhường cho những cô bác, ông bà lớn tuổi trước. Thì ở tiểu bang Georgia thì các bạn nếu mà có cha mẹ lớn tuổi hay các bạn là người ở chung với cha mẹ, không phân biệt tuổi và không phân biệt thành phố, quận hay này nọ hết, thì chúng ta cũng có thể đăng ký ở First Senior Center để chích ngừa. Vì Khánh Linh được biết là 19 tháng 3 này họ sẽ chích tiếp tục cho 500 người nữa và đăng ký hết hạn là ngày 12 tháng 3. Nếu quý vị cần thì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại dưới đây mà Khánh Linh có để đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến những phút cuối cùng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và làm việc thật là vui.